cho mà qua đây như vậy. Phải biết đây là phải có vé mới vào được. Đâu có tiền. Tiền này là không có tiền này. Anh biết có tiền các bạn. Ừ, nghe. Tự nhiên mà không phải là xin tiền xin này kia đâu, tôi coi trên hè không ông về rồi đó. Còn em nào mà đi chơi chỗ này thì không cần vé nha, con nó đưa vé như này này, đây mà là vé à, cái này là trò vui này, không phải là vé nha các bạn. Tôi đang nghĩ ông xin tiền cũng không, xin tiền là phải có cái gì đó là xin được chân tay yếu. Tại sao thế mà đi xuất tiền ta? Vô lý thật là không?